Trọng kính Đức Hồng Y, trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha, quý nam nữ, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Hơn 21.000 bạn trẻ gồm 10 giáo phận Hà Nội, chúng con đã quy tụ về đây trong ngày Đại hội Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 10.